chào mọi người. Nay Coleman đột nhập hậu trường của dòng ải dòng ai. Đi vô kiếm gặp Trường Giang Trấn Thành chém gió một chút. Ôi. Hôm nay có Isaac nữa cho nên là các bạn khán giả đó fan đi tới rất đông. Đúng rồi, đông lắm không con? Ủa Isaac đâu? Trong kia. Đây hả? Rồi, đi vô. Tranh thủ vô chụp hình với Isaac. Rút anh cái dây điện thoại. Đang cắm. Ra hả? Mấy này bắt bóng thấy buồn quá. Nói về nhà vệ sinh, quăng kia quay, đây, ở đây có chủ tịch hội đồng quản trị ngồi đây nè. Đề nghị không, kêu anh Khánh vô nghe, giờ không liên quan gì tới anh đâu. Anh ra, anh chào anh Giang. Anh chào anh, em về, thank you. Em về hả? Dạ, không, bye mọi người, xin phép. Đây, mọi người vui không? Vui chứ. Nãy có mấy bạn mới nữa hả? Nãy anh gọi anh thấy gì? Hải Triều à? Em. Cái này đâu? Không biết anh. Vô hâm luôn. Trời ơi. Ông chủ. Chủ mặc áo gì vậy? Áo đó, áo xíu dài rồi. Lúc anh định tiến lại một anh về địa chỉ đi Thành. Ủa Thành cái kia thấy mình nha. Em biết em nói Thành rồi. Thành đang cố gắng cái chân mà. Dạ. Chị lấy cái nắp mà em đậy lại. Mùa này vui hả? Vui. Vui đó, nhưng mà mắc đáy quá, mà toilet kỳ quá. Cái toilet bây giờ phải đợi khán giả đáy hết 10.000 người rồi mới tới mình đáy, là sao kỳ vậy? Ủa, nó toilet riêng chứ, nó à? Không thể quá. À, trên nhà bên này. Rớt nước mắt với Đường Quân. Đầu tư một cái toilet 5 sao đi anh. Toilet vậy đó mà gắn 5 sao lên thôi. Cái toilet nó phải tồn tại trong cái phòng của người ta. Có một bị ư rồi. Túi như quỷ vậy mày vô mày đáy đi. Ủa như bên đây có một toilet nào phải không? Đúng không? Hả? Anh cái toilet đó nó ư cách đây 3 năm rồi đó. Để em nói cho anh nghe. Hiện tại tiểu có 3 bồn tiểu. Ấy có 3 bồn ấy. Bồn nào cũng đang trong trạng thái cần sửa chữa và trùng tu gấp. Kêu ông chủ biết sao vô kìa chứ đâu liên quan gì tới anh đâu. Khoe đó là cái đâu mà nó liên quan. Ông chủ vô đây. Bánh giòn ẩm. Lấy tiền thì quân mắt quá trời mà. Toilet mới sửa à. Ủa Hải Triều lần đầu tiên hả? Lần đầu tiên ngồi vui không? Gì vậy? Ngon lắm luôn á. Kêu bên trai không có cho nữa đâu nha. Bên trai kiếm được pha đi ở xa quá. Đang ăn một việc này đi tới về. Đúng quá. Còn mẹ nó đứng rừng rừng nước mắt anh nè. Nó rừng rừng nước mắt. Em từ bi. Số 7 này lừa xuất sắc luôn á, lừa hết luôn. Số 7 hả? Số 6 nha, số 7. Số 7. Coi đó ai cũng hát hay, tất cả mọi người cả nghĩa luôn. Không, tôi nghĩ hát vậy. À, con bé số 7 là con bé mà phong thủy á hả? Con bé số 7 là ba. Tụ tập 2 lại, tập 2. À, tập 2. Về ăn xong rồi. Giang Trần Giang đang để cái đầu tóc nhìn đàn ông hả? Đàn ông chứ, em đàn ông mà. Kỳ anh điện. Anh nhìn em xong là tức anh nghĩ tới một cái vai liền. Vai phim hả? Ừ. Khương nó gọi cho em đó. Khương mình hả?
mày á. Rồi, anh đi về nha.